Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng mình đến với cái tựa game là Kame Legend Chiến Binh Vô Cực, hay còn gọi có tên khác là Z Fighter nha các bạn. Thì đây là một cái tựa game hệ tướng hình tay màn hình ngang do nhà hành Chính Lây phát hành nha các bạn. Thì đến với trò chơi này thì bạn sẽ tiến hành tập hợp các anh hùng và hiệu triệu sức mạnh lớn nhất với sự hỗ trợ của ông thần để tiêu diệt các thế lực hắc ám. Thì có thể nói thì đồ họa chính là điểm ấn tượng nhất đối với cái tựa game Kame Legend Chiến Binh Vô Cực Z Fighter này nha các bạn. Thì đồ họa là đồ họa 2D đẹp mắt chuẩn nguyên tác. Tuy vậy thì vẽ đẹp và trò chơi này thì không phải thuộc dạng full 3D lung linh sống động. Theo đó thì hình ảnh trong game vẫn đi theo hơi hướng là 2D vô cùng quen thuộc, mang đến cho bạn một người chơi một cái cảm giác như là đang xem một cái bộ phim hoạt hình được trao chuốt và mô tả một cách hoàn hảo nhất. Thiết kế cũng như tạo hình nhân vật trong trò chơi cũng hoàn toàn giống với những cái nhân vật ở trong bộ truyện Tranh 7 viên ngọc rồng đó các bạn. Thì từ đó thì sẽ mang đến cho bạn những cái trận chiến có chất lượng đồ họa vô cùng sắc nét và cực kỳ sống động. Các bạn người chơi sẽ được cảm nhận rõ nét và chân thật nhất về sự khốc liệt cũng như là uy lực trong từng đòn đánh, cũng như là từng kỹ năng mà các nhân vật tung ra. Thì với cái lối chơi chiến thuật đấu theo lượt vô cùng quen thuộc thì Kame Legend Chiến Binh Vô Cực Z Fighter Mobile mang đến các trận đánh hoàn toàn tự động mà bạn không cần chạm tay vào màn hình. Nhiệm vụ của bạn người chơi là tung ra đội hình mạnh nhất để chiến thắng đối phương và vượt ra các cửa ải mà game đặt ra thôi nha các bạn. Vô cùng đơn giản luôn. Thì các bạn game thủ cũng cần những cái nguyên liệu để có thể tăng cấp và đột phá cho những cái nhân vật của mình, gia tăng sức mạnh của cả đội hình. Có thể nói so với các game cùng đề tài thì hệ thống bồi dưỡng của db hago có phần sách lớp hàng Kame Legend Chiến Binh Vô Cực Z Fighter, còn db hago là cái tên cũ của nó thôi nha các bạn, nó đổi tên thôi mà db hago cũng đúng nha bạn. Thì có phần hơi đập khuôn hoặc thiếu điểm nhấn thôi nha bạn. Vì vậy thì trải nghiệm trò chơi sẽ khiến bạn cảm thấy như là đang chơi một cái tựa game hệ tướng tầm thường được thay ra đổi hình thành Gambon rồi các bạn. Thì nói đi phải nói lại thì một điểm cộng lớn dành cho cái tựa game Kame Legend Chiến Binh Vô Cực Z Fighter Chính Lây chính là game khá là thân thiện với bạn là dân cà trai các bạn. Bởi lẽ sẽ có vô số các hoạt động ở trong game hộ kim cương vào máy bay cho bạn, hoặc là bạn có thể farm chúng qua nhiều cái đấu trường PvL khác nhau. Hệ thống hoạt động trong game cũng bám sát với nguyên tác, có thể kể đến như là con đường rắn các bạn, phòng thời gian hay là thần vũ trụ nhân dân. Thì con đường rắn á, là nếu như bạn nào có coi phim á thì hay đọc truyện tranh đó bạn, thì có lẽ nhiều bạn cũng biết rồi. Thì con đường rắn thì nó khá là thú vị đó bạn. Thêm nữa là cái phòng thời gian, thì khi ở lên trên thượng đế đó, mà Goku hay luyện tập ở trong phòng thời gian đó bạn. Hình như mình nhớ không làm là nó tính thời gian khác đây, như là một ngày ở đó, một ngày trong thời gian là một phút ở thế giới thật hay gì đó bạn, mình nhớ mãi mãi là vậy á. Không biết có nhớ đúng không nữa. Hay là thần vũ trụ á bạn, thần vũ trụ thì như có thần vũ trụ, nhưng mình nhớ thần vũ trụ sẽ có trên một cái hành tinh nào đó, và hành tinh đó như khi Goku chưa được keo á thì Goku nó dịch chuyển tức thời keo lên trển, khi keo phát nổ thì hành tinh của thần vũ trụ cũng bị biến mất luôn. Nhưng mà xong nó cũng chết luôn nha các bạn, có cái dòng sáng trên đầu luôn. Nhưng mà sau này thì nó cũng không chết đâu, còn linh hồn các bạn. Thì ngoài ra thì không thể thiếu các đấu trường PvP nó sôi động cho bạn thỏa sức tranh tài, nhưng mà chúng không ăn nhập lắm với cái giao diện 7 viên ngọc rồng. Thì cuối cùng thì Kame Legend Chiến Binh Vô Cực Z Fighter không phải là một cái tựa game tiện nhất trên thị trường, nhưng mà vẫn là một cái lựa chọn không tồi cho các bạn game thủ game bộ manga anime huyền thoại của tác giả Akira Toriyama nha các bạn. Thì nhìn chung thì tựa game này sẽ có một số ưu điểm như là đồ họa 2D vô cùng đẹp mắt và khá là bám sát nguyên tác luôn nha các bạn. Hiệu ứng cũng như là chiêu thức của nhân vật hoành tráng và hút mắt về nhân vật đồ sộ với hơn là 60 đấu sĩ đa dạng những cái hoạt động PvL lẫn hoạt động PvP nha các bạn. Dễ dàng sẽ kiếm được thông qua các hoạt động in game, nhưng mà song song đó thì nó sẽ có một số khuyết điểm, như là nó sẽ bị tính thế rất là mình nhầm quá kia, như là gameplay không có gì mới mẻ, ghép thanh đồng tiếng giảm hụt là đi trải nghiệm. Thì đó là review sơ lược một chút xíu về cái tựa này. Thì để hiểu rõ hơn về tựa game này thì các bạn có thể tải game và tự mình khám phá nha các bạn. Ok, hiện nay thì chúng ta hãy cùng hiện nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả các kiếm code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn cho các bạn cách nhập code cho nào chưa biết. Thì bạn nào mà biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Ok, thì đầu tiên để nhập code thì các bạn cần vào một cái website là gc.kamelegend.vn nha các bạn. Thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này nè các bạn. Thì cái link nhập code mình sẽ để dưới phần mô tả, các bạn có thể đó để nhập. Ở đó thì các bạn nhấn vào phần đăng nhập. Đăng nhập nha các bạn. Bạn nào đăng nhập rồi thì có thể bỏ qua. Sau khi bạn đăng nhập thành công thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Sau đó thì ở cái phần sự kiện thì các bạn có thể tham gia những cái sự kiện này để tiến hành nhận code riêng nha các bạn. Thì bạn chỉ cần nhấn vào phần xem thêm rồi nhấn vào tham gia ngay thì nó sẽ chuyển đến trang này và bạn làm theo hướng dẫn là nhận được code riêng nha bạn. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách nhận code, cách chia sẻ cho bạn các chiếc code chung đó nha các bạn. Nên là mình sẽ chia sẻ bạn code chung thôi. Thì để nhập code thì bạn nhấn vào phần đợi code đây. Cái này mở code là 12 giờ rồi các bạn, 12 giờ mới mở. Đó là giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn code nha các bạn. Thì dưới code đây là những cái dưới code nào các bạn. Nó sẽ bao gồm Kame Legend, Super Saiyan, Kame 888, Goku 99, Vegeta 66. Thì này thì các bạn lưu lại đợi cho cái tựa game này bạn đợi cho tới 12 giờ đó. Thì các bạn tựa game này nó mở ra cái phần, nó mở ra cái tính năng nhập code đó, thì các bạn nhập vào nha các bạn. Đây các bạn nó sẽ bao gồm những cái zip code như sau, 5 zip code nha các bạn, là Kame Legend, Super Saiyan, Kame 888, Goku 999, Vegeta 666 đó các bạn. Thì đó là mấy cái thì đó là mấy cái zip code đó các bạn. Thì mình nhớ ngưng hình lại một chút cho các bạn xem một chút nha các bạn. Còn những cái gói quà đăng ký đó, thì nó gửi một thư. Thì sau khi mà các bạn nhập cái code thành công rồi á thì các bạn vào game nha các bạn, quay trở về game. Thì để nhấn qua thì các bạn nhấn vào thư mục, thư đây nè các bạn, đây nè các bạn, thư đây. Thì nó sẽ gửi một thư nha các bạn. Còn những phần khác như là phần quà đăng ký 40 người nữa thì nó sẽ gửi thư luôn. Ok. Thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn là cách nhập code và chia sẻ cho bạn tất cả code dành cho tân thủ mới nhất. Thì khi nào có code mới thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cho bạn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn nhập code thành công và chơi game khỏe. Đừng quên like video này và hay và chia sẻ cho bạn cùng biết với nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo nha các bạn. Bye bye.